Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa cứu sống kịp thời một nam sinh viên 19 tuổi bị dây văng công trình vướng vào cổ dẫn tới đứt khí quản. Nhưng phải 4 ngày sau, nam thanh niên này ho sặc ra máu, khó thở, suy hô hấp, nhập viện mới phát hiện vụ việc. Người ta chặn để người ta bẻ sắt, người ta làm cột bê tông á anh. Có bữa thì người ta giăng dây thấp cỡ chừng đầu gối mình, có bữa thì nó giăng hơi cao hơn. Rồi bữa đó thì do em bận nên em nhờ em chở em gái của em đi học giùm. Nó mà không ngờ nó bị như vậy. Mới đầu tiên thì thấy nó bị xây xát, kiểu giống như mình tưởng là nó bị kiểu giống như bị cấn anh, rồi nó bị sưng viêm đồ này ở trong thôi. Đâu có nghĩ là nó nặng như vậy. Kết quả nội soi phế quản cấp cứu ghi nhận bệnh nhân bị đứt khí quản đoạn 1/3 trên, chỉ định phẫu thuật dẫn lưu màng phổi cấp cứu. Sau dẫn lưu, bệnh nhân được theo dõi tại khu hồi sức sau phẫu thuật và tiếp tục phẫu thuật khâu lại khí quản bị đứt. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận sụn khí quản 1-2 của bệnh nhân bị vỡ nát đứt đôi. Bệnh nhân được xử lý tổn thương, lấy bỏ phần sụn khí quản dập nát, khâu sụn khí quản vào thanh quản. Sau hơn 90 phút, ca phẫu thuật thành công. Cái cọng dây đó, nó cắt. Đây là một cái chấn thương kính. Thì cái tổn thương thanh khí quản đã có rồi. Nó đã chấn động, nó đã có thể là gần đứt rồi. Tới ngày thứ tư thì có thể là giai đoạn đó nó hoại tử đi. Nó cái cơ nó cái vùng sụn thanh khí quản nó không lành thì nó lại khi mà mình gắng sức hay là mình bình thường thì nó không lành thì nó phải đứt rời ra. Thì trong trường hợp này đứt rời hẳn ra luôn thì khi đó bệnh nhân sẽ ói ra ho sặc ra máu nhiều và tràn khí. Khi mà không khí mà mình hít vào được nhưng mà thở ra thì một phần nó đi ra đường mũi được nhưng một phần nó lại chui vào cơ, nó tràn khí dưới da, tràn khí dưới da cổ ngực và nó thể nó chui vào cái khoang trung thấp, nó tràn khí trung thấp và khoang màng phổi nhân dân. Thành ra nó bệnh nhân này rất là trầm trọng ở cái tràn khí nó chèn ép bệnh nhân siêu hấp. Hiện tại bệnh nhân tiếp xúc tốt, sinh hoạt gần như bình thường. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, chấn thương thanh khí quản ít gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao. Nguyên nhân có thể từ bên ngoài như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tự tử. Ngoài ra, không ít trường hợp do bất cẩn giăng dây công trình và thậm chí là dây thả diều. Các triệu chứng của chấn thương khí quản thường là khó thở, tràn khí dưới da, ho thành cơn, khó thở tím tái, mất tiếng. Sau chấn thương, bệnh nhân phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.